Chúng ta còn một ngày cuối là ngày mai. Ngày mai thì là chương trình sẽ có các cái buổi sẽ nói sâu hơn nữa về cái trạm sạc như thế nào, và có những cái hiện tại thì Việt Nam đang 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 phải đối mặt với những khó khăn gì đối với vấn đề quy hoạch và phát triển trạm sạc, bao gồm cả những quy chuẩn tiêu chuẩn ra làm sao, và để mà vượt qua những khó khăn như Việt Nam hiện tại thì một số nước khác họ đã thực hiện những cái giải pháp như thế nào để mà có thể thúc đẩy phát triển phương tiện điện tại đất nước của họ. Và sau đấy thì là chúng ta xem xét thì là cơ hội phát triển của Việt Nam đến đâu, thì đấy là ngày bài trình bày của ngày mai, là cái bài ngày thứ tư của cái khóa đào tạo ngày hôm nay ạ, của cái khóa đào tạo đợt này. Thế thì hôm nay thì là cũng đã muộn rồi, thì là xin cho phép tôi được thay mặt cho dự án Solution Plus và đồng tổ chức cùng với trường đại học giao thông vận tải, trường đại học công nghệ giao thông vận tải và tổ chức không khí sạch Việt Nam, Clean Air Asia, thì rất là trân trọng cảm ơn, cảm ơn đến quý vị đại biểu cũng như là các anh chị học viên đã bỏ thời gian đến buổi như thế này tham gia cùng chương trình, và rất hy vọng là ngày có thể là đồng hành với các quý vị đại biểu và các anh chị học viên trong ngày mai ạ. Và xin trân trọng cảm ơn và chúc các anh chị cũng như là các anh chị giảng viên cũng như là các quý vị đại biểu là một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc ạ. Xin cảm ơn ạ và hẹn gặp lại lại trong buổi chiều ngày mai vào lúc 2 giờ chiều ạ. Vâng, xin cảm ơn ạ. À, xin cảm ơn chị Thủy ạ. Rồi, cảm ơn Thủy nhé. Cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người. Vâng ạ.